Vì sao Hờ Hen Niê giữ được danh hiệu Hoa hậu giản dị nhất showbiz? Thưa quý vị và các bạn, không hàng hiệu, không xa hoa, không tình ái xô bồ, không đại gia chống lưng, vẫn là cô gái giản dị như thuở đầu, Hờ Hen Niê xứng đáng là Hoa hậu giản dị nhất showbiz. Đã gần 2 năm trôi qua sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cuộc sống của Hờ Hen Niê cũng có rất nhiều thay đổi. Nhưng tất cả những thứ thay đổi đó chỉ tới từ bên ngoài, còn con người của Hờ Hen Niê thì hình như vẫn như vậy. Hồi tưởng lại hành trình tham gia Miss Universe Việt Nam 2017 để có suất vé lịch sử đến với top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, phải công nhận rằng Hờ Hen Niê là Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam. Đi thi với vài 300.000 trong túi, thậm chí vơ vét mượn người này người kia. Cái chi cũng mượn, từ váy áo trang sức đến cả giày cao gót, chỉ có mỗi một đôi mang đi mang lại trong suốt một hành trình. Sự dân dã và bình dị ấy đã theo Hờ Hen Niê suốt những chặng đường về sau. Dẫu hào quang top 5 Miss Universe vẫn ở đó, nhưng Hờ Hen Niê chưa bao giờ quên đi những tháng ngày vất vả của mình. Hờ Hen Niê vẫn giữ sự gần gũi của mình khi trở về buôn làng, vẫn đi chân bếp, vẫn cày cuốc và đi xe máy cày, bởi Hờ Hen Niê trân trọng quá khứ, biết hài lòng với những gì mình đang có ở thời điểm hiện tại. Rất nhiều người hâm mộ của Hờ Hen Niê bị chinh phục vì sự gần gũi đơn giản của cô nàng. Trong loạt ảnh mới khi đi từ thiện Sona, Hờ Hen Niê nhận được những lời khen ngợi vì ăn mặc giản dị, ngồi xe máy đi lên bản. Người đẹp đội mũ cũ, đi dép tổ ong bất chấp việc có thể ảnh hưởng đến hình ảnh. Dù mặc đồ mộc mạc, nhưng nụ cười của Hờ Hen Niê vẫn rất tỏa nắng. Một khán giả Philippines bày tỏ, cô ấy đẹp một cách tự nhiên, không màu mè. Những hình ảnh của Hờ Hen Niê khi đi từ thiện luôn mang đến cảm giác gần gũi thân thiện. Nhiều fan quốc tế khen Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 có trái tim ấm áp. Hờ Hen Niê rất tích cực vui đùa giao lưu cùng các em nhỏ để tạo ra không khí thoải mái. Cô không e ngại việc bị chụp hình mọi lúc mọi nơi có thể bị ghi lại những hình ảnh khó đỡ. Sau khi trở về từ Miss Universe 2018, người đẹp ngay lập tức bắt tay vào các dự án thiện nguyện cộng đồng, song song với việc tham gia các sự kiện. Đi đến đâu, Hờ Hen Niê cũng được chào đón rất nhiệt tình. Trong chuyến về thăm quê lần đầu sau khi vào top 5 Miss Universe, Hờ Hen Niê mặc váy thổ cẩm, trên tay là tấm bảng in câu nói của người ED, rạng rỡ ngồi công nông vào chào buôn làng. Là một trong 5 hoa hậu đẹp nhất thế giới do Miss Society bình chọn, nhưng khi về nhà, Hờ Hen Niê vẫn phải giúp cha mẹ cuốc đất làm đồng. Ấm nồng bên bếp lửa hồng cùng mẹ trong căn nhà sàn, Hờ Hen Niê về thăm nhà và vào bếp nấu ăn cùng mẹ. Hờ Hen Niê tâm sự, hồi nhỏ cô hay bị mẹ mắng vì mẹ nói đi mua nước mắm nhưng cô lại nhầm thành dầu ăn, do hai từ này phát âm khá giống nhau. Hờ Hen Niê tươi cười khi đang ngồi rửa bát, giản dị khi đi chợ. Cô là hoa hậu Việt Nam độc nhất vô nhị khi vô tư diện áo phông 40.000 đồng, đi giày lấm bẩn. Trang phục được Hờ Hen Niê lựa chọn khi ra sân bay từ Bangkok về Việt Nam là bộ váy cách tân từ chất liệu vải dệt truyền thống của người dân tộc ED. Hờ Hen Niê đưa bạn đi bằng xe máy ăn lề đường thay vì đưa rước bằng xe hơi vào các nhà hàng sang trọng. Hờ Hen Niê luôn luôn giản dị khi về với buôn làng, cô vui vẻ bên người dân trong làng. Những chiếc váy mặc lại, bộ đồ giá rẻ hay những thói quen giản dị đã tạo ra ấn tượng rất đẹp về Hờ Hen Niê trong lòng khán giả. Mới đây, Hoa hậu Hờ Hen Niê đã đăng tải loạt ảnh đời thường trong một lần về thăm quê nhà tại Đắk Lắk. Những khoảnh khắc Hờ Hen Niê sắn tay áo nấu nướng, rửa bát đã nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ, ngay cả những người nước ngoài. Sinh năm 1992, tại vùng quê Đắk Lắk, với sự nỗ lực và vươn lên, Hoa hậu Hờ Hen Niê đã trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho những cô gái trẻ, nhất là với câu nói, tôi làm được, bạn cũng thế. Không hàng hiệu, không tiệc tùng xa hoa, Hờ Hen Niê ghi điểm vì sự đáng yêu luôn là chính mình, mọi lúc mọi nơi. Về quê, Hoa hậu Hờ Hen Niê khoe toàn của ngon vật lạ, khiến dân tình phải ghen tị. Sau một thời gian miệt mài với công việc, Hoa hậu Hờ Hen Niê mới đây đã trở về thăm quê hương trong sự chào đón của mọi người.
kết thúc một kỳ làm việc cập lực cùng công ty chủ quản. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 lại thu xếp thời gian để về thăm gia đình của mình. Được biết, Hờ Hen Nghê là một trong số ít những người đẹp dù bận bịu thế nào cũng luôn dành một khoảng thời gian riêng và thường xuyên để trở về nhà. Vừa mới đây, trong lần đi quay lại quê nhà, Hoa hậu Hạnh Phúc chia sẻ, mỗi lần về nhà là lại lưới lên Sài Gòn, cứ cô dì chú bác nghe tin Hen về lại ghé đưa này kia các thứ. Điều này lâu rồi, không phải sau khi trở thành hoa hậu đâu, có con cháu xa nhà, họ thương vô cùng. Ôi, như vậy là hạnh phúc lắm rồi, phải không ạ? Sau bộn bề làm lục xa nhà, khi trở về có người luôn yêu thương thì năng lượng vô cùng. Hờ Hen Nghê khoe những món quà quê bình dị khiến ai cũng phải ghen tị. Người đẹp khá cảm xúc khi nhắc về thói quen của những người dân quê chân chất, luôn thật thà cho đi để đổi lấy niềm vui, niềm hạnh phúc cho con cháu. Đức tính đặc biệt này của Hờ Hen Nghê cũng học được từ người dân ở buôn làng mình. Người đẹp ED chia sẻ hàng loạt những món quà quê bình dị nhưng chất chứa nhiều giá trị yêu thương. Có những thứ rất lạ lẫm mà với người nhà giàu có thể chưa từng biết, ngay cả gọi tên thế nào cũng đành bất lực tòng tâm. Những món ăn này đối với Hờ Hen Nghê có thể là bình dị, chân quê. Nhưng với đại đa số người lại là cao lương mỹ vị. Cách đây ít hôm trên Facebook cá nhân mới đây, Hờ Hen Nghê cũng vừa đăng tải ảnh chụp cùng gia đình đi du lịch tại Vũng Tàu. Tuy nhiên trong bức ảnh gia đình, người đẹp chia sẻ khán giả lại dồn sự quan tâm tới chàng trai lạ mặt xuất hiện chung trong một khung hình. Bức ảnh gia đình với sự xuất hiện của một chàng trai lạ mặt áo hồng được Hờ Hen Nghê đăng tải đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ở phần bình luận, rất nhiều người đã để lại thắc mắc về danh tính chàng trai này và đặt nghi vấn cho rằng rất có thể đây chính là bạn trai mà Hờ Hen Nghê từng chia sẻ cách đây không lâu. Đặc biệt, khi một người bạn hỏi, cậu bé áo hồng là ai vậy? Giới thiệu anh cái nào? Sao chưa bao giờ gặp vậy ta? Hờ Hen Nghê đã trả lời rất ngắn gọn, bạn em nhé, khiến công chúng càng đặt nhiều dấu hỏi về chàng trai lạ mặt này. Trước đó, khi trả lời phỏng vấn báo chí, Hờ Hen Nghê từng tiết lộ đang hẹn hò với một người hơn cô 3 tuổi. Nhưng người đẹp, bạn trai cô đang làm trong lĩnh vực truyền thông và không phải đại gia như nhiều người vẫn nghĩ. Tuy nhiên, diện mạo và danh tính cụ thể của bạn trai vẫn chưa được Hờ Hen Nghê tiết lộ. Thank you.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.